Sukhita hồn tụt nhà tay vô Idang quá tâm mê buồn nhận à sao quá khai vô quá hàng hồ tụt. Do sự phước mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sape sata avera hồn tu sukhita hồn tu nidukha hồn tu avyapaccha hồn tu anikha hồn tu dikha yukha hồn tu aroga hồn tu sampati hisamichantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chani dukha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sape pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Và con đã xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì tâm quy ngũ giới sáng nay. Với những phước lành con tạo được do sự lễ bái tam bảo, xin hồi hướng đến chư thiên ngũ quan ngôi nhà của chúng con và chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sa Kha giá. Và bây giờ cũng đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính nhường bích lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sa Kha giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh vừa đến vừa qua khỏi. Kính chào chị Kim Nhung, Quân Chính Ngộ, chị Quyền Mộng, chị Tâm Phương, chị Hồng Nhật, chị Mê Ta, chị Nhật Quỳnh, chị Trang Thư, chị Duyên, Đạo Hữu Năng Chiều, Đạo Hữu Tàm Úy, chị Thi Long, chị Thiện Vũ, Đạo Hữu Tâm Hạnh, chị Kim, chị Thanh Hoàng, chị Hà. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 297-298. Có thể chúng ta sinh hoạt luôn 296. Hôm nay thì mặc dù bài nói nhiều nhưng mà gom vô cái chủ đề là Phật Pháp Tăng, tức là chỉ khác nhau có một từ Buddha-gata, Dhamma-gata và Sangha-gata. Mặc dù nó nhiều bài nhưng mà chúng ta sinh hoạt sẽ nhanh, bởi vì cái bài đầu tiên 296 chúng ta cũng đã học từ vựng. Thì hôm nay chỉ khác nhau cái từ Dhamma-gata, Sangha-gata và còn thời gian. Thì quý vị hoan hỷ, chúng ta sẽ triển khai theo sự hiểu biết của mình. Tức là quý vị cũng có thể đóng góp ý kiến về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Vì lý do gì mà mình đến với Tam Bảo? Quý vị có thể nêu lên cái hướng đi của mình, vì niềm tin như thế nào đó, vì chúng tôi thấy cái gì đó, hoặc là chúng tôi ngộ được một cái gì đó,
Rồi chúng tôi đến với Phật Pháp Tăng và có niềm tin nơi Tam Bảo. Rồi trước khi bước vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt hồ ma hê si á ra hằng ta thà gá tô lô cô ta mô sá phá gá rù huy chê thá cô lô cá sá sá thà chá na đầm má cô quý đô quần đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc ý thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ để ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ ya ta sa sa thu nô lô ca nó mạnh thá sa vi na ca rô cô sa pa nhu vô thập bát đi phù tí sinh nhá tô hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Trái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh quá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dẫu Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi su thô su ga ca su sa wa ko se ka su ka mô wa ta thầm ma se ka ko nin da va sang sa di a na da ro wa ro wan da ma han tăng na ra pu. Cha này giác cần Tăng Bảo thinh bông Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần sao địa tiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikhame tuva thanang tassa vi anupave nasahasaye nasachatu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Buddhaya. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 297 ha. Câu Phật ngôn 297 chỉ khác nhau một từ: thường tưởng niệm chánh pháp. Thì cái câu cuối Nityam Dhammagata Sati, Nityam Dhammagata Sati. Thay vì câu Phật ngôn 296 thì Nityam Buddhagata Sati, và câu Phật ngôn 298 Nityam Dhammagata Sati. Tức là có như vậy khác nhau có một từ Buddha Buddhagata, Dhammagata và Sanghagata. Những cái từ trước thì quý vị cũng đã biết rồi ha. Quý vị nhìn lại và chúng ta lướt sơ qua câu Phật ngôn 296. Câu Phật ngôn 296 thì chúng ta thấy Buddhagata. Bây giờ với câu Phật ngôn 297 này, quý vị nhìn và chúng tôi sẽ ôn lại một cách tóm tắt. Suppaputthaṃ có nghĩa là luôn luôn khéo tỉnh thức. Rồi Papuchanti là sự tỉnh giác, Rồi câu số 2, Sada Gotamasa Waka. Sada là luôn luôn, Gotama là Đức Phật, Sawaka là đệ tử, thinh văn. Tức là hai câu này Suppaputthaṃ Papuchanti Sada Gotamasa Waka. Các đệ tử của Đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Rồi qua câu 3, câu 4. Dê sân đi qua cha rắp tù cha. Dê sân là những vị ấy. Những vị ấy ám chỉ là các vị thinh văn đệ tử của Phật ha. Những vị ấy đi qua là ban ngày, rắp tù là ban đêm.
những vị ấy ngày và đêm. Nicchang Buddhagata Sati. Nicchang là luôn luôn. Buddhagata có nghĩa là về ân đức của Phật, hoặc là Đức Phật, hoặc là Bậc Giác Ngộ. Thì ở đây Buddhagata có nghĩa là về ân Đức Phật. Sati là niệm. Như vậy thì ngày và đêm thường xuyên niệm về ân Đức Phật. Rồi cũng chính câu đó, Nicchang Dhammagata Sati, câu Phật ngôn 297 nha, khác nhau một từ. Nicchang Dhammagata Sati là ngày và đêm luôn niệm tưởng ân Đức Pháp. Rồi câu Phật ngôn 298, Nicchang Sanghagata Sati, thường niệm tưởng ân Đức Tăng. Thường niệm tưởng ân Đức Tăng. Thì như vậy hôm nay chúng ta tổng kết luôn câu Phật ngôn 297 và 298. 297 thì chúng tôi cũng đã đưa lên. Bây giờ chúng ta sẽ rút ngắn thời gian ha. Bây giờ chúng ta sẽ học phân tích về trường âm và đoạn âm phân tử vựng thì thông qua ha. 298 tức là thường niệm tưởng về ân Đức Tăng, tức là Sanghagata. Như vậy thì câu 297 nói về Dhammagata, ân Đức Pháp. 298 thì Sanghagata, niệm tưởng ân Đức Tăng. Như vậy thì bây giờ chúng ta học câu Phật ngôn 296. Thì chúng ta cũng qua 297, 298 luôn. Tức là chỉ khác nhau có một chỗ: Buddhagata, Dhammagata, Sanghagata. Vậy thì học một trở thành ba. Học một trở thành ba: niệm tưởng ân Đức Phật, rồi niệm tưởng ân Đức Pháp, rồi niệm tưởng ân Đức Tăng. Như vậy thì 296, 297, 298 chúng ta chỉ thay đổi một từ: Nicchang Buddhagata Sati, Nicchang Dhammagata Sati, Nicchang Sanghagata Sati. Như vậy 6, 7, 8 trong đó bao gồm ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Như vậy thì chỉ một bài chúng ta học được ba bài ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần điền vô câu Phật ngôn 296, bước điền vô thay vì Buddhagata lần đầu ha, lần thứ hai thì quý vị Dhammagata, lần thứ ba Sanghagata. Nói thì chắc là quý vị nghe không rõ, nhưng mà chúng tôi sẽ đọc cho quý vị hiểu. Suppaputthang bapuchan tisada go tamasavaka ye sang diwa charato janicchang buddhagata sati. Suppaputthang bapuchan tisada go tamasavaka ye sang diwa charato janicchang dhammagata sati. Suppaputthang bapuchan tisada go tamasavaka ye sang diwa charato janicchang sanghagata sati. Như vậy thì quý vị thấy chúng tôi chỉ điền khuyết vào chỗ Buddhagata, ta thành Dhammagata lần thứ hai, và lần thứ ba Sanghagata. Quý vị thấy một bài mà chúng ta thành ra ba bài ha. Rút ngắn thời gian sau khi phân tích trường âm và đoạn âm ha,
Nhưng mà trường âm và đoạn âm thì chắc là quý vị cũng nắm vững rồi. Thì thôi thì bây giờ thế này, chúng ta chỉ đọc thôi. Quý vị quan hỷ đọc ba lần ha. Lần đầu tiên á là Buddhagata, lần thứ hai là Dhammagata, lần thứ ba là Sanghagata. Quý vị nhất trí không? Sao thấy người hỏi nhất trí không? Có thấy bỏ chạy tới hai người rồi, khổ thiệt. Là quý vị nhất trí mà không có đồng ý cho nên mới bỏ chạy ha. Không sao. Một điều để quý vị hoan hỷ là chúng tôi đã nhận được tượng đài cho cái khóa tu ở dưới đất chùa Ngọc Đạt ngày 29. Ngày 29 tới là ngày mà coi như cái cơn dịch đã trôi qua và cũng đã không còn cách ly nữa. Chúng ta sum họp để tu tập. Ngày tới thì chư Phật tử cũng rất hoan hỷ, coi như là đến với chùa Ngọc Đạt một ngày ở chùa, mục đích là một ngày ở chùa chứ không phải nói một ngày để tu tập, một ngày an lạc gì hết, mà một ngày ở chùa thì quý vị hiểu cái ý nghĩa ở chùa để làm gì rồi ha. Bởi vì trình độ chính cái sự tu tập thì quý vị có pháp môn rồi, thì bây giờ quý vị ở chùa để ôn lại cái pháp môn của mình trong cái sự thanh tịnh, có thời gian có điều kiện, ai cũng có pháp môn tu tập hết đó. Bởi vì đệ tử của ngài Diễn Nghiêm cũng có, đệ tử ngài Hộ Tông cũng có, các quý vị mà trưởng lão cũng nghĩa là quy tụ lại thì số lượng chừng khoảng trên 50 một cái khóa tu như vậy, do cô Như Thành ở Sài Gòn tổ chức. Thì trước tiên chúng tôi xin tán thán công đức của Sích Nhật Quỳnh nè, Sích Meta nè, Sích Duyên nè, có mặt đặt tên nè quý vị quan hỷ ha, Sích Thi Lâm, Sích Kim, rồi Sích Nguyên Trang, Sích Thanh Hoàng, Sích Hà, Sích Quan, Huynh Quang, Sích Tâm Phương, Sích Chiếc Lá Mùa Xuân, Huynh Trúc Giới, Sích Trúc Nguyên, và những vị vắng mặt trong đạo tràng đã hỗ trợ giúp đỡ cho chúng tôi, nhất là cái ngày 29 tới một ngày ở chùa. Nhưng mà cái điều đặc biệt á, quý vị hỗ trợ về vật chất như vậy, nhưng mà trên cái vấn đề mà hiện diện trong cái buổi sinh hoạt á, thì chúng tôi tán thán Huynh Chánh Ngộ. Huynh Chánh Ngộ thường xuyên đến với pháp hội ở dưới đất, nắm bắt, học hỏi, và có cái gì thì quý vị trực tiếp ha, nói chuyện với Huynh Chánh Ngộ về một ngày ở chùa, an vui hay đau khổ. Nhưng mà chắc kỳ này đau khổ, bởi vì nắng quá đi. Mấy cây cao quý vị biết là nắng quá rồi cái cao nó chết, cao nó chết rồi. Bây giờ thì coi như cái bóng mát nó cũng hơi giảm thiểu nhưng mà không sao. Khi mà mấy cái cao mà nó tọt, nó sùm bà chè thì cũng có những cái cơn gió, cũng có những cái cơn gió nó làm cho cái cảnh quan tương đối thật sự là 38-39 độ. Buổi trưa nào nó cũng nóng nổ muốn khùng luôn. Nhưng mà chắc rồi nó cũng sẽ qua đi. Pháp là như vậy, đến và đi ha. Pháp thì nó đến và nó đi, chúng ta chấp nhận trong hiện tại khổ đau hay là hạnh phúc, ăn thua chính bản thân mình mà thôi ha. Thay mặt chư tăng,
Phật tử Ngọc Đạt, chúng tôi xin tán thán công đức của quý vị. Một ngôi chùa nghèo nhưng mà được quý vị quan tâm, chiếu cố, giúp đỡ, đó là một sự khích lệ rất lớn để cho chúng tôi thực hành thiện pháp. Ngọc Đạt là tốt lắm rồi. Sít Nhật Quỳnh nó tốt hơn sao, chúng tôi thấy tốt không nổi rồi. Bởi vì sao? Sau thời gian cách ly ha, rồi công ăn việc làm của bà con bị thất nghiệp, nhiều khi hãng xưởng không có vật tư để mà làm việc, thì cái nạn mà coi như là thất nghiệp ha, rồi trộm cướp ha, rồi xin lỗi, thời buổi khó khăn mà, cho nên khi mà họ đi đến chùa, họ đi đến chùa, họ nghĩa là coi như chắc qua cái cơn vã, thì một người hai người cũng thoải mái đi, nhưng mà đây khi họ đi qua một lần 5-6 người, thì quý vị nghĩ sao? 5-6 người mà coi như bịt mặt đi vô chùa là thấy ớn lạnh lắm rồi. Mà chùa thì hẻo lánh vắng vẻ, nghe vậy là khóc rồi ha, đâu có khóc làm gì. Chấp nhận với thực tế nha, đóng cửa chùa, chắc ăn nhất là đóng cửa chùa. Như vậy tình hình chung, huynh chánh ngộ biết quá mà ha. Tình hình chung thôi, bây giờ không phải là mình khó khăn gì, hoặc là cửa chùa mà xong từ bi không có mở, thôi bây giờ hãy lo cho chính mình đi, sống ngày nào hay ngày đó. Cho nên những cái trường hợp như vậy để cho quý vị thấy rằng nếu mà cái chùa này không sinh hoạt, Phật tử không tới lui, thì đó là một cái vấn đề khổ đế. Có người hỏi cây vả là cái gì? Có phải trái vải không? Trời ơi, từ cái cây vả là cây gì mà có phải là trái vải hay không nữa, vả nữa, chạy qua vải luôn kỳ vậy. Này hỏi Sít Mít Ta biết liền, hoặc là Sít Nguyên Trang á, hoặc là Sít Nhật Quỳnh á, hoặc là Sít Khoa Châm Ba nè, ở ngoài Bắc cũng nhiều vả lắm. Vả là vả chứ không phải là vải nha. Chùa nào cũng đóng cửa thời điểm này, thưa sư. Đó là bên kia nha, còn ở Việt Nam mà giải tỏa rồi. Rồi, thôi bây giờ học cho con gà nhắc rồi kìa. Ai muốn kho là kho rồi. Rồi, bây giờ học ha. Tức là quý vị quan hỷ, bây giờ khỏi có cái phân tích trường âm, đoạn âm nữa. Mà bây giờ cái quan trọng là quý vị đọc đúng hay sai nè. Đọc một lần, ba lần ha. Đọc một bài ba lần. Mà trong ba lần đó, quý vị hãy điền vô chữ Buddhagata, Thammagata, Sanghagata ha. Đọc ba lần. Chỉ có cái câu cuối là quý vị Buddhagata lần thứ nhất, Thammagata lần thứ hai, và Sanghagata lần thứ ba. Chúng ta rút ngắn thời gian để còn thời giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục triển khai. Tại sao ân đức Phật thế nào, ân đức Pháp làm sao, mà ân đức Tăng làm sao ha. Rồi bây giờ quý vị chỉ thể hiện cái dòng đọc trường âm, đoạn âm sao cho nó đúng. Đọc ba lần ha, chúng ta xin đọc trước, quý vị chú ý ha. Sup ba bút thằng ba bút chân tí sa đa vô tâm ma sa quá ca dê sân đi qua cha rập tổ cha ni chân bút tha gà ta sa tí sup ba bút thằng ba bút chân tí sa đa vô tâm ma sa quá ca dê sân đi qua cha rập tổ cha ni chân tham ma gà ta sa tí sup ba bu thần ba bu chan ti sa đa vô tâm ma sa quá ca dê sang đi qua cha rắc tô cha ni chăng sẵn kha gà ta sa ti. Quý vị có thể đọc chia ra làm hai, đọc một lần một hơi như vậy,
coi chừng đứt hơi mà đứt bóng luôn á. Subbabuthang babuchanti sadavu tamasa waka. Quý vị dừng ở chỗ này ha. Tiếp tục. Ye sang đi hòa cha rắp tô cha ni chẳng sang khá gạt thà sát tí. À, quý vị chia làm hai thì cái giọng đọc của quý vị sẽ hùng hồn, nghe có thần, nghe có oai lực, còn đọc một hơi dài quá và chừng đứt hơi ha. Rồi bây giờ ai là người xung phong đầu tiên đây? À, Quỳnh Chánh Ngộ, xa thú, xa thú. Như vậy mới là nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô nha. Rồi mời Quỳnh Chánh Ngộ nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mài Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đọc ba câu Phật ngôn. Su pa bu thang pa bu chan ti sa da go ta ma sa wa ka ye sang di wa cha ra to cha ni chang bu tha ga ta sa ti. Su pa bu thang pa bu chan ti sa da go ta ma sa wa ka ye sang di wa cha ra to cha ni chang tham ma ga ta sa ti. Supabuthang pabuchanti sada vo tamasa waka ye sang diwa charato chanichang sang khagata sati. Dạ, con xin xuống mic nè, con không thấy lời dịch. Dạ, con mời quý vị đạo hữu tiếp theo. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc kinh Pháp Cú ba câu 296, 297, 298. Sư có cần kể luôn không sư? Cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Sao không thấy sư trả lời? Đọc kinh thấy sư, không cần đọc kể hết sư. Tỳ hỷ. Đọc kinh đi, dạ đọc kinh thôi, dạ cảm ơn, con vừa mới uống nước xong đấy sư. Rồi con bắt đầu đọc để máy thì gần nghe. Suppabuthang pabuchang tisada go tamasa waka ye sang di wa cha ratto cha nicchang buddhagata sati. Suppabuthang pabuchang tisada go tamasa waka ye sang di wa cha ratto cha nicchang dhammagata sati. Suppabuthang pabuchang tisada go tamasa waka ye sang di wa cha ratto cha nicchang sanghagata sati. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hai đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hai đêm, thường tưởng niệm chánh pháp. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hai đêm, thường tưởng niệm Tăng Đà. Ở đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ha ha, còn thấy ba cái bông sunflower của sư ở đó. Tại kỳ này á, mấy kỳ này sư đổi tông, còn chưa tìm cái background của nó màu xanh đó sư. Bây giờ sư để cái màu trắng đó, hôm qua hôm kia con tìm không thấy. Con buồn dễ sợ luôn vậy. Buồn ăn nhiều hơn chút nữa. Vậy thôi, con xin mời quý vị khác để sư nói. Nó nhiều quá, nhiều chuyện mỏ nhọn. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính định lễ thượng tọa. Con kính định lễ chư đại đức tăng với cô tuy nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu Pháp Cú số 296, 297 và 298. Dạ. Súp bá bút thằng bá bút trần tí sa sa đà gồ ta má sa qua cà dề sẵn đi qua trà rách tồ tích sẵn bút thá gá tà sa tí. Súp bá bút thằng bá bút trần tí sa đà gồ ta má sa qua cà dề sẵn đi qua trà rách tồ chán đích sẵn. Anh
sằng tham măng gata gata sa ti. Sấp ba bút thằng ba bút chần tí sa đà gồ ta má sa quá cà về sằng đi quà cha ra tổ cha ni sằng chân đi chẳng chẳng sân khăn gá tà xà tí. Dạ con không thấy cái bài tiếng Việt rồi. Dạ con, ủa con không thấy ta. Dạ đệ tử Gotama luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh pháp. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử Gotama luôn tự tỉnh giác vô luận ngày và đêm, thường tỉnh niệm chánh pháp. Đó, không thấy sao? Dạ không, con xin đọc vừa xong, con xin nhường mic lại cho các vị kế tiếp ạ. Alo, 123-123, Sĩ Tâm Phương ơi, hình như viết sai ha. Cái câu đầu á, Bút Tha Gạt Ta Sa Tí thì đúng, nhưng mà qua lần thứ hai, Thâm Măng Gạt Ta là sai, Săn Khăn Gạt Ta là sai ha. Và thứ hai á, là Thâm Măng Gạt Ta, thứ ba là Săn Khá Gạt Ta. Như vậy thì chỉnh sửa lại đi, chứ hai chỗ này đọc sai. Bởi vì lần đầu tiên Đức Phật ra thì Bút Tha Gạt Ta đúng, thì thứ hai giáo pháp phải là Thâm Má Gạt Ta chứ không phải Thâm Măng ha, thứ ba là Săn Khá Gạt Ta chứ không phải Săn Khăn Gạt Ta ha. Rồi Sĩ Tâm Phương chỉnh lại chỗ này nha, chắc là viết sai ha. À, rồi từ từ, còn để người khác chứ. Này em viết lại sửa lại, chứ chỗ này giải quyết viết sai, cho nên coi như đọc như vậy là không đúng. Bút Tha Gạt Ta thì Thâm Má Gạt Ta, Săn Khá Gạt Ta ha. Rồi bây giờ xin mời Sĩ Kim Nhung. Dạ alo alo ạ. Alo, dạ đạo tràng, không nghe con nói được rõ không? Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn anh Phan, cảm ơn Thiện Vũ, chị Meta, cảm ơn Hà, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, dạ mà con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú 296, 297 và 298. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi hòa cha rát tô cha nít chẳng bu ga ta sa ti. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma. Dạ con xin sám hối. Con xin đọc lại. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi hòa cha rát tô cha ních chẳng tham ma ga ta sa ti. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi hòa cha rát tô cha ních chẳng sang kha ga ta sa ti. Dạ con đọc ba lần nữa có được không ạ? Dạ con xin xuống mic ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc ba câu Pháp Cú 296, 297 và 298 ạ. Sắp ba bút thăng ba bút chăn tí sa đà gô ta ma sa hoa ca. Dê sang đi hoa cha rạch tổ cha nít chăn bút tha gà ta sa tí. Sắp ba bút thăng ba bút chăn tí sa đà gô ta ma sa hoa ca. Dễ sang đi qua cha rắc tô cha nít chăng thăm ma gà ta sa tí. Sắp ba bút thăng ba bút chăn tí sa đà gô ta ma sa hoa ca. Dễ sang đi qua cha rắc tô cha nít chăng sang kha gà ta sa tí. Dạ con xin xuống mít nữa. Dạ, sa thú chị Metta. Dạ, Nguyên Trang ơi, Xích Duyên ơi, bữa nay có đọc bài nổi không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được. Nguyên Trang ơi, có mắc nấu bếp không? Dạ, quý vị đã mất tiêu hết trơn rồi, Thanh Hoàng không nghe được hả? Thanh Hoàng có lên đọc được không? Ai cũng nghe Thanh Hoàng, không chịu nghe hả? Dạ, kính mời bằng tay quý vị, hồi nãy thấy niệm tư đã mất tiêu rồi. À. Rồi, xà thu thiện vũ xả đầu, niệm từ có, niệm từ ở đây mà Nhật Quỳnh tìm không ra rồi, mời quý vị. À, con xin kính chào sư, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 296, 297 và 298 ạ. Sup pa put thang pa put chan ti sa da vô ta ma sa va ca. Dê sang đi và cha rát tô cha nít chăng phút tha rát ta sa tí. Xúc pha phút thăng pha phút chan tí sa đà vô ta ma sa ba ca. Dê sang đi và cha rát tô cha nít chăng thăm ma rát ta sa tí. Xúc pha phút thăng pha phút chan tí sa đà vô tha ma sa ba ca. Dê sang đi và cha rát tô cha nít chăng sang khăng rát cha thăng ha rát ta sát tị. Dạ con xin sư sửa cho. Dạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đầu tràng, con kính lễ quý cấp bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn Minh Phan, cảm ơn Thị Vũ, cảm ơn cô Hà, cảm ơn Sít Kim Nhung và cảm ơn Sít Thanh Hoàng cho biết rõ. Dạ con xin trả bài. Dạ đây là câu 296, 297 và 298 ạ. Sup pa bút thăng pa bút chăn ti sa đà go ta ma sa wa ka. Ye sang di wa cha to cha ni chăn bút tha ga ta sa ti. Sup pa bút thăng ba bút chăn tí sa gô ta ma sa wa ca. Dê sang đi hoa cha rát tô cha nít chăn tham ma gà ta sa tí. Sup ba bút thăng ba bút chăn tí sa đà gô ta ma sa wa ca.
Ye sang ti wa cha ratto cha ni chan sang ga ga ta sa ti. Dạ, không cần đọc chữ từ tiếng Việt khá chứ sức nhục mình. Dạ, dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời Hà nhé. Dạ, Nam Mô Bích Thà giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc bài Pháp Cú 297, 96, 97, 98. Súc ba bú thằng ba bú chẳng thi sa đà, gồ ta ma xà quá cà, về sầm đít hòa cha rát tổ cha nít chẳng bút tha ga tà sa tí. Súc ba bút thằng ba bút chẳng ti sa đà, gồ ta ma xà quá cà, về sầm đít hòa cha rát tổ cha nít chẳng thầm ma ga tà sa tí. Súc ba bút thằng ba bút chẳng ti sa đà, gồ ta ma xà quá cà, về sầm đít hòa cha rát tổ cha nít chẳng sẵn kha ga tà sa tí. Dạ, con xin trao mic. Không cần đọc tiếng Việt ha cô Quỳnh. Dạ, con trao mic lại cho người. Ok. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức và Đạo Tràng. Con xin đọc ba câu Kinh Pháp Cú. Súc ba bú thằng ba bú chẳng ti sa đà, gồ ta ma xà quá cà, về sẵn đi hòa cha rát tổ cha ni chẳng bút tha gà tà sát tí. Súc ba bú thằng ba bú chẳng ti sa đà, gồ ta ma xà quá cà, về sang đi qua cha rát tổ cha ni chẳng tham ma ga ta sát tí. Súc ba bú thằng ba bú chẳng ti sa đà, gồ ta ma sa quá cà, về sang đi qua cha rát tổ cha ni chẳng sang ha ga ta sát tí. Dạ con xin xuống mic. Dạ con xin đọc ạ. Con không nghe thấy âm thanh ạ. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức ạ. Con xin kính chào đạo tràng ạ. Con xin đọc câu ba câu Pháp Cú 296, 297 và 298 ạ. Su pa put thằng pa put chan ti sa đà go tam ma sa wa ka, về sang đi qua cha ra tổ cha nick chẳng bút thà ga ta sát tị. Su pa bút thằng pa bút chẳng tị sa đà go ta ma sa wa cả,
Ye sang di wa cha ra tu cha nik chang tham ma ga sa ga ta sa ti su pa pu tang pa pu chan ti sa da sa da go ta ma sa wa ka Ye sang di wa cha ra tu cha nik chang sang kha ga ta sa ti. Dạ thưa con, có sai chỗ nào thì ngài chỉ giúp con ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin hỏi cô, nãy giờ con bận tay nên con không có cầm mic được, con nghe cô kêu mà con không cầm được ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu pháp cú 296. Sắp pháp bút thằng pháp bút chẳng tí xa đà gồ tá ma xà quát cà Ye sang di wa cha ra to cha ni chan put tha ga ta sa ti. Sap pa put thang pa put chang. Con đọc lại. Sap pa put thang pa put chang ti sa da go ta ma sa wa ka. Ye sang di wa cha ra to cha ni chan tham ma ga ta sa ti. Sapaput chẳng paput chẳng tisada go tamasa waka Ye sang di wa cha ra to cha nít chẳng sang kha gata sati. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con có sai, con kính mong sư sửa và dạ, con xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123. Quý vị thấy sư Nguyên Trang đọc rất là thông suốt, đọc rất là rõ ràng. Nhưng mà sư Nguyên Trang muốn thử đạo tràng, để đạo tràng có thấy sư Nguyên Trang đọc sai hay không. Quý vị thấy sư Nguyên Trang đọc rõ từng nghe là trường ông rõ ngâm rất là rõ, nhưng mà rồi sư Nguyên Trang thử đạo tràng để coi rằng trong đạo tràng nghe giọng đọc của mình và tặng bông tặng hoa hả, bởi vì đọc đâu có sai. Hay quá hả. Chính cái hay quá chữ súc bá mà đọc bằng sắp bá khổ đế hả, chữ súc bá vút thân mà đọc là sắp ba bút thần như vậy mà quý vị không chú ý còn là hay quá nữa chứ. Trong khi đó sư Thanh Hoàng nên là khuyến khích, bởi vì mới mà đọc mà chạy chữ như vậy là thấy giỏi rồi, còn bây giờ sư Quan Trang giỏi quá mà đọc sửa chữ kiểu đó đạo tràng không chú ý rồi chuyện này thất bại nha. Sư Khà nói thấy mà tính nói hả, mới tính thôi để rồi cái nha, không chịu nói rồi cái là Sư Nguyên Trang cái làm tới luôn, kiểu này là thấy thua nè. Sắp ba là tất cả sắp ba là tất cả, còn đây không phải là tất cả. Sắp ba Buddha tức là chư Phật, chư Phật, nhưng mà còn ở đây sắp ba Buddha là nó khác nữa chứ không phải chư Phật. Thôi thì bây giờ chúng ta tranh thủ tới 5:30, tới 5:30 còn để 1 tiếng đồng hồ chúng ta thảo luận về 3 câu Phật ngôn này ha. Rồi dòng kinh thì quý vị tuyệt vời rồi, như vậy là tiến bộ nhưng mà Sít Nga Nguyên Trang đừng có đổi chữ nha, đổi chữ là nó ý nghĩa nó khác. Ở đây cái điều quan trọng là cái giọng của quý vị trường âm đoạn âm phải chuẩn,
Chúng tôi cũng xin quý vị quan hỷ đừng nói tại sao khó chịu quá, sai có một tí xíu mà cũng chỉnh sửa lưng nữa, như vậy làm được. Nhà học thì phải có đúng và sai, mà nếu mà chúng ta chấp nhận cái sai rồi cái nó thành ra một cái tiền thiên tật thì khi đó sẽ là một cái trường hợp quỷ bán giáo pháp, phỉ bán. Cho nên trường ông lẫn ông dòng kinh chúng tôi có thể đóng góp với quý vị đọc sao cho nó tương đối, nhưng mà còn dòng kệ thì vô tư, kệ tức là sao cũng được hết. Thôi bây giờ quý vị muốn sao cũng được hết á, thì bây giờ chúng ta qua giọng kệ 15 phút ha. 15 phút qua giọng kệ cũng là đọc 3 lần ha. Còn cái ý nghĩa chúng ta sẽ một tiếng đồng hồ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Còn bây giờ đọc phần Bali thôi ha. Tức là câu này đọc 3 lần: Buddhagata sati, Dhammagata sati, Sanghagata sati. Chỉ nói vậy thôi. Vậy thì phần kinh đã thông qua, bây giờ đến phần kệ. Mình chào cô tu nữ Tự Duyên và đến với Pháp hội. Và chúng tôi cũng xin đề nghị quý vị ha, trong cái vấn đề mà xưng hô á, chúng ta giảm thiểu bớt đi ha. Nhiều khi vấn đề kính thưa, kính trình, kính bạch, kính này kia nó mất thời gian quá ha. Chúng ta chào đạo tràng một cách tổng quát, rồi chúng ta sẽ đi vào cái mục đích luôn ha. Chứ đừng có cà kê dê ngựa rồi cái nó mất thời gian ha. Quý vị thông cảm nha, thời gian chúng ta chỉ có ngắn ngủi thôi, mà chúng ta thở ra mà không hít vô là xong ngay rồi nha. Cho nên cái vấn đề phải tranh thủ. Rồi bây giờ bắt đầu qua phần kệ nè. Phần này là chắc cô tu nữ Tự Duyên khói lắm cho nên vô trễ nè, để lên kệ thôi chứ không có gì hết á. Rồi chúng ta xin đọc trước. Trước khi đọc thì nhắc cho quý vị câu Phật ngôn 297 này, 96, 97, 98 ha. Ba câu này nó được một cái là câu số 2 của nó trường âm nó nằm sau. Thì quý vị quan hỷ đọc dùm cho chúng tôi một lần hai câu: Suppaputthang Pappucchan Tisada Vu Tamasa Vakka. Mệt nghỉ dừng lại chỗ chữ ca này, rồi chúng ta lấy tinh thần: Ye sang đi qua cha lấp tổ cha ni chẳng thầm mắt gác ta sát tí. Thì quý vị đọc như vậy cái lực nó mạnh hơn, và đọc lần hai câu như vậy quý vị dễ quan sát, chứ làm đều một hơi cái là trước sau gì là cũng được bóng luôn á, đứt hơi là đứt bóng. Rồi bây giờ chúng ta xin qua cái giọng kệ ha. Suppaputthang Pappucchanti Sada Gota Masa Vakka Ye Sang Di Wa Cha Ratu Cha Ni Chang Buddha Gata Sati. Suppaputthang Pappucchanti Sada Gota Masa Vakka Ye sang đi qua cha ra tô cha ni chẳng thông ma ga ta sa ti. Sum ba bu thăng ba bu chan ti sa ga vô ta ma sa va ca. Ye sang đi qua cha ra tô cha ni chẳng sang kha ga ta sa ti. Rồi, bây giờ xin mời quý vị chỉ cần đọc phần Pali thôi ha. Rồi, Sĩ Kim, ai cái giọng kệ của Sĩ Kim mà thôi, nghe là tuyệt vời. Xin mời. Dạ, không dám đâu à. Nghe tuyệt vời, lúc trước con cũng nhờ sư dạy đó à. Con bắt chước y chang cái giọng của sư thôi, đại khái vậy thôi. Không dám đâu, ráng học để cho trả bài cho sư, cho ấy.
Kệ kệ kệ, tuyệt vời gì, nghe gúng gúng luôn. Trời ơi, cây vả giống như cây sung ở Việt Nam mà con cứ tưởng là cây gì, trời ơi. Mệt quá. Thôi con xin kính chào sư chế đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con xin đọc kệ câu 296, 297, 298. Mỗi câu một lần thôi, tại vì nó chỉ khác có một chữ thôi. Con bắt đầu. Ủa, không thấy ai nghe trơn, quý vị nghe tôi rõ không vậy ha? Có một cô Hồng Nhung ơi, Tâm Hương. Rồi, ba bốn người, cảm ơn quý vị nha. Thôi đọc miệng liền, đọc liền cho rồi, để nói tích sự luôn, ba tích sự luôn chụp. Rồi bắt đầu đọc. Sụp ba bốn thăng pa bốn trăng ti sa da go ta ma sa wa ka ye sang di wa cha rak to cha nit chang puk tha ka ta sa ti sụp ba bung thăng pa bung chăng ti sa đau ta ma sa wa ka ye sang di wa cha rak to cha nit chăng tham ma ga ta sa ti sụp ba bung thăng pa bung chăng ti sa đau ta ma sa wa ka ye sang di wa cha rak to cha nít chăng sang kha ga ta sa ti. Đệ tử Vô Tá Má luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hai đêm thường tưởng niệm Phật Đà, thường tưởng niệm chánh pháp và thường tưởng niệm Tăng Đà. Dạ con xong rồi đó. Con xin trả máy, nhường máy lại cho người khác. Trời ơi, không thấy sư chí đức cho bông nào trơn, không biến đâu mặt tiêu. Alo. Dạ con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa chư đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào các cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 297. Súpa Bụt Thằng Ba Bụt Chần Tisada Sô Tamasa Waka dề rằng đi hòa cha giáp tổ cha lịch chàng thầm má gát tà sát tị xúc ba bút thằng ba bút trần tít sa đà gồ tam ma xà quá cà dề rằng đi hòa cha giáp tổ cha lịch chàng thầm má gát tà sát tị xúc ba bút thằng ba bút trần tít sa đà gồ tam ma xà quá cà dề sằng đi quả cha giác tổ cha lịch chẳng thầm ma gà tà sa tị xúc ba bút thằng bút trần tít sa đà gồ tát sa mà gồ tam ma xà quá cà dề sằng đi quả cha giác tổ cha lịch chẳng thầm ma gà tà sa tị đệ tử gô tam ma luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hai đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con mời dạ, cô Tâm Phương ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ thầy. Bạch thầy, bây giờ con xin nói luôn cái bí ẩn của con là không biết sao cái giọng con nó bị giống như nó bị ngọng hay sao. Nhiều khi hồi xưa con đi học con cũng bị là thầy với cô là hay la về cái lỗ chính tả là đọc cái âm giọng đúng hết chứ. Chứ con cũng đọc mà không biết vì sao mà cái bị sai. Chứ còn không giấu thì đọc, có giấu không biết rồi. Chứ con xin đọc lại lần nữa đi. Không biết sao á. Súp ba bút thằng ba bút chần tí sa đà gồ ta ma sa wa ca dề sằng đi hòa cha ra tổ chân đi chần bút tha gắt ta sa ti súp ba bút thằng ba bút chần tí sa đà gồ ta ma sa wa ca dề sằng đi hòa cha ra tô chân đi chẳng thầm ma gata sati súp ba bút
thằng Ba Bút Chẳng Tí Sa Đà Gồ Ta Ma Sa Quá Cà Dề Sẵn Đi Hòa Chá Rát Tồ Chán Đi Chẳng Sẵn Khá Sẵn Khẳng Gá Tà Sa Tí. Con cũng cố giữ cái giọng vậy. Sụp Ba Bút Thằng Ba Bút Chẳng Tí Sa Đà Gô Tam Mang Sa Quang Cang Ye San Di Quang Cha Rat Tô Cha Ni Chang Bút Tha Gà Ta Sa Ti Sa Ba Bút Thăng Bút Chân Ti Sa Đà Gô Tam Mang Sa Quang Cang Ye San Di Quang Cha Rat Tô Cha Chang Tham Ma Gà Ta Sa Ti Sa ba bút thăng ba bút chân tí Sa đa gô ta mang sa quán căng Ye sang đi quan cha ra tô cha Ni chăng sang khang gà ta sa ti. Dạ con đã đọc xong. Dạ xin ma mời những mít lịch tình Nhật Huỳnh ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn chư Tam Phương. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cô tự viên có chút máy phải không? Dạ. Hạnh Dung có chút máy không? Dạ. Nhật Quỳnh xin trả bài trước rồi. Kính mời quý vị nha, quý vị nào mà chưa đọc thì đưa bằng tay xin đẹp mình lên nha. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin đọc bài trước ạ. Con chưa được trả bài. Sắp bắp bút thằng bắp bút chăm tí sát đà gột tâm ma xà hoa cà về sẵn đi qua cho rát tờ cá nít chăng bút thá gát tà sát tích 297. Sắp bắp bút thằng bắp bút chăm tí sát đà gột tâm ma xà hoa cà về sẵn đi qua cho rát tờ cá nít chăng thầm ma gát tà sát tích 298. Sắp bắp bút thằng bắp bút chăng tí sát đà gô tâm ma sa quá ca về sằng đi qua cha rát tơ cha nít chăng sằng kha gát ta sát tí. Dạ con xin được kể. Sắp ba bút thằng ba bút chăng tí sa đà ta ma sa quá ca về sằng đi qua cha rát tơ cha Nhật chăng bút tha gà ta sa ti Sập ba bút thăng ba bút thăng Sập ba bút thăng ba bút chăn ti Sa đa gô ta mà sa quá ca Về sẵn đi qua cha rãn tô cha Nhật chăng thăm ma gà ta sa ti Sập ba bút thăng ba bút chăn ti Sa đa gô ta mà sa quá ca Về sẵn đi qua cha rát tô cha Nhật chăng sang kha gà ta sa ti Dạ kính mời đạo tràng Nhà con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng Dạ mời cô tu nữ tại viên mời Hạnh Dung Và mời tất cả những quý vị ạ Dạ kính mời cô Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ Ngài Trí Đức và kính chào đạo tràng. Bây giờ tụi yên xin đọc bài kinh Pháp Cú số 296. Sắp bác bút thăng bác bút chàng tí sát đà gồ tâm mát xà quá ca. Dê sang đi qua cha rắc tô chánh đích chàng bút. Tha gát ta sa tí Sắp bắp bút thăng bắp bút chăn tí sát đà gô tâm mát xà quá ca Dê sang đi qua cha rắc tô chăn đích chăn thầm mát sang thầm má gát ta sa tí Sắp bắp bút thăng bắp bút chăn tí sát đà gô tâm mát xà quá ca
ye sang di wa cha gat to chan di chang sang ga gat ta sati sup ba put thang ba put chan ti Subbabuddhang babuccanti sadagutam wat sadagutam masawaka yesang diwa carantu ca nicchang buddha gata sati Subbabuddhang babuccanti sadaguta masawaka yesang diwa carantu ca nicchang dhamma gatati Subbabuddhang babuccanti Sadaguta masawaka Yesang diwa carantu ca Nicchang sangga gata sahi Dạ, tự nhiên đã kể xong. À, dạ, bây giờ không biết là chưa thấy ai có ăn vị nào hết. Không biết là Hạnh Dung, Kính Nhung, dạ kính mời quý vị, tự nhiên xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123. À, đồng hồ của chúng tôi là 5:32. À, chúng ta lỗ 2 phút ha. Thì nãy nó 5:30, chúng ta sẽ sinh hoạt đến 6:30 trong khoảng thời gian này. Tức là triển khai ba câu Phật ngôn về Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. À, thì bây giờ chúng tôi xin ôn lại, rồi sẽ nói lên ý nghĩa, gợi ý để quý vị cùng sinh hoạt. À, trong thời gian một tiếng thì chắc cũng không bao nhiêu ha, quý vị cũng qua nghỉ ha. Subbabuddhang babuccanti sadago tamasa wakka yesang diwa charato chanicchang buddhagata sati Subbabuddhang babuccanti sadago tamasa wakka yesang diwa charato chanicchang dhammagata sati Subbabuddhang babuccanti sadago tamasa wakka Ye sang đi qua cha rắc tù cha ni chân sang khai gạc ta sát tí. À, đệ tử Đức Vô Tâm Má luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Đệ tử Vô Tâm Má luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Đệ tử Vô Tâm Má luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm tăng già. Vậy thì Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng có gì mà chúng ta phải tưởng niệm? Trong những hồng danh của Đức Phật thì có để 10, có chỗ để 9. Nhưng mà cái quan trọng là cái nội dung, chứ không phải là ít hay là nhiều. Đức Thế Tôn hiệu A-ra-hằng, à, tức là ứng cúng. À, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền thiên tập, thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Đó là hồng danh đầu tiên ha. Hồng danh thứ hai, Samma Sambuddho, chánh viên trì. Bởi vì Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Hồng danh thứ hai nói lên một sự tự lực, à, tự mình vượt lên chính mình, đứng trên đôi chân của mình chứ không thở bằng hơi thở của người khác. À, tức là Atahi Atanonatho, hãy nương nhờ vào chính mình. À, hồng danh thứ ba, Vichcha Charana Sambanno, minh hạnh túc.
À, bởi vì Ngài đã toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh, à, minh, hạnh, túc, tức là đầy đủ về 3 cái giác, đầy đủ về 8 cái giác và đầy đủ đến 15 cái hạnh. Đức Thế Tôn hiệu Sugato, đó là hồng nhân thứ tư, bởi vì Ngài đã ngửi đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt, đại niết bàn, đi đến cuối con đường của thiện sự, à, tức là quả vị, à, quả vị A-la-hán đã nhập đại niết bàn. À, hồng nhân thứ năm là Lô-ca-vi-đu thi gian giải, bởi vì Ngài đã thông suốt tam giới, tức là không có gì trong tâm này mà Ngài không biết. Hồng nhân thứ sáu là vô thượng sĩ Anuttaro, bởi vì Ngài có đức hạnh không ai bị. Hồng nhân thứ bảy Purisadhammasarathi, điều ngự trượng phu, bởi vì Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ, tức là trong thời gian Ngài trụ 45 năm trên thế gian, thì trong 45 năm đó có 5 Phật sự, mà Phật sự thứ 5 tức là quán coi chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ, à, chứ không phải Đức Phật xuất hiện là gặp ai cũng có thể đưa về bờ giác, dù chính là cha vợ của mình, à, tức là Đức Vua Thiện Giáp á. À, nhưng mà cản trở không cho Đức Phật đi khất thực, chính vị vua này cũng bị đắc rút, rồi Đề Bà Đạt Đa cũng bị đắc rút, dù là đệ tử của Ngài nhưng mà vô duyên thì đi theo cái duyên nghiệp của mình, còn hữu duyên có tạo những ba la mật thì Đức Phật Ngài tế độ những người hữu duyên như thế. Rồi hồng danh thứ 8 tức là Sattha Devamanusanam thiên nhân sư, à, bởi vì Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, à, tức là không ai có thể qua mặt được Đức Phật, à, Ngài là thiên nhân chi đạo sư. Hồng danh thứ 9 là Buddha Phật, bởi vì Ngài đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem cái sự thật này ra giáo hóa chúng sanh, chứ không phải, à, giác ngộ rồi thì nhập niết bàn giống như các vị Phật độc giác, mà đây vì hành nguyện của Ngài tế độ trước là bản thân của mình giác ngộ, rồi tế độ cho thân bằng quyến thuộc và tế độ cho tha nhân, tức là tự giác và giác tha, cho nên Ngài biết bốn sự thật đó, à, và đem ra cho chúng sanh cùng biết với, chứ không phải là Ngài biết rồi cái Ngài chấp thủ hưởng thụ một mình, ha. À, hồng danh thứ 10 là Phagawa Đức Thế Tôn có cái hồng danh này bởi vì Ngài đã siêu xuất tâm giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa, à, tức là Ngài không còn sanh hữu, thì đó là 10 cái hồng danh, à, của Đức Phật. Với 10 hồng danh này thì chúng ta thấy Ngài là một cái vị tuyệt vời, ừ, cho nên chúng ta phải nương nhờ, à, thường niệm tưởng về ân đức của Đức Phật. Rồi hồng danh thứ 2 tức là ân đức của Pháp Bảo Dhammaguna Svakkhato Bhagavata, nghĩa là tâm tạng Pháp Bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp, à, kinh, luật và luận, à, thì vào thời kỳ đó được khấu truyền, chứ không, nghĩa là, chứ không phải qua văn tự, à, tức là ở trên truyền trao như thế nào thì ở dưới tiếp thu như thế đó, à, thì 84.000 pháp môn được khấu truyền. Rồi căn đức thứ hai là thâm mô. Thâm mô ở đây là pháp thánh có chiến hàng bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Bốn đạo bốn quả ở đây có nghĩa là tu đà quần đạo, tu đà quần quả, tư đà hàm đạo, tư đà hàm quả, a la hàm đạo, a la hàm quả, a la hán đạo và a la hán quả. Thì như vậy là bốn đôi tám chúng, ha,
bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Đó là chín pháp thánh làm, đó là chín pháp thánh. Thứ ba là sanh lý thì cô ăn đức cô pháp bảo, có nghĩa là những cái pháp mà chư thánh đã thấy chắc biết chắc bởi nhờ kiến tánh. Kiến tánh ở đây tức là thấy rõ được thực tánh của pháp, không phải vì nghe vì tin kẻ nào khác mà tự mình thấy rõ sự thật chân lý đó. Đó là cái điều mà thấy mới tin, chứ không phải là nghe người ta nói, mà thấy chắc biết chắc, tức là không có nghi ngờ, không có nằm trong giới cấm thủ nữa. Rồi điều thứ tư là Calico là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ, tức là giáo pháp của Đức Phật không có thời gian. Calico có nghĩa là không có thời gian. Ví dụ như thời gian hiện tại của chúng ta đang bị đại dịch, thì cái thời gian của chúng ta sức khỏe còn, đó là điều tốt. Mà rủi mất dịch thì cái sức khỏe của chúng ta tổn giảm. Và Calico ở đây có nghĩa là đi đoàn tụ với ông bà không biết giờ phút nào. Akaliko ở đây cũng có nghĩa là khi thiền pháp của chúng ta chín mùi, chúng ta chứng thánh quả, cũng không có thời gian buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Đó là khi nào mà nó chín mùi rồi thì cái lá cây đó nó rụng. Hôm nay thiếu chiếc lá cuối cùng hả? Chiếc lá cuối cùng không. Akaliko có nghĩa là không biết là thời gian nào rụng ha. Còn chiếc lá mùa xuân thì cái xanh tươi mãi, không nói gì ha. Nhưng mà Akaliko có nghĩa là không có thời gian. Rồi Ehipasiko là pháp mà chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Tức là chúng ta hưởng được hương vị của giáo pháp thì có thể đem hương vị giáo pháp đến cho những người khác. Ứng hóa ở đây có nghĩa là cảm hóa người khác và làm cho họ cũng có thể chứng đắc, giống như nàng tỳ nữ của Chutara, một cô tỳ nữ gù lưng khi nghe được pháp của Đức Phật hoan hỷ quá, chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Và khi chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn thì cô ta không thể che giấu những cái ác pháp mà mình đã tạo, cho nên đã thật thà khai báo với nàng, với cái hoàng hậu Samawati là mỗi ngày á chôm chĩa hết 4 đồng tiền vàng, thay vì coi như 8 đồng tiền vàng để đi mua hoa thì cô ta ngày nào cũng đớp hết 4 đồng tiền vàng. Nhưng mà hôm nay đem hoa về rất là nhiều, làm cho hoàng hậu Samawati ngạc nhiên, ủa sao hôm nay mua nhiều quá vậy? Cô ta mới bình tĩnh trả lời rằng hôm nay hoàng hậu đã đưa cho con bao nhiêu con mua hết bấy nhiêu. Mấy ngày hôm trước á thì con mua chỉ có phần nữa thôi, còn 4 đồng tiền vàng cũng bỏ túi, nhưng mà hôm nay thì không dám làm như thế. Hoàng hậu ngạc nhiên, tại sao? Thì cô tỳ nữ của Chutara mới nói, con đã hiểu được sự thật, cho nên con không có gian lận, không có dối trá nữa. Nó hiểu sự thật như thế nào? Con đã được nghe giáo pháp từ bậc đạo sư, ngài đã thuyết giảng, con nghe và con đã thấu hiểu. Thì hoàng hậu Samawati nói, như vậy có thể đem cái điều mà ngươi nghe, ngươi hiểu truyền đạt lại cho chúng ta được không? Nó được, nhưng mà phải tôn trọng pháp, phải làm một pháp tọa cao, rồi y phục phải là sạch sẽ tươm tất, rồi phải tắm rửa sạch sẽ trước khi lên pháp tọa. Nếu đồng ý thì sẵn sàng những gì mà được nghe từ bậc đạo sư sẽ truyền đạt lại. Hoàng hậu Samawati với 499 cung nữ quan hỷ, làm theo lời của
cô tỳ nữ của Chuttara. Cô ta lên pháp tọa ngồi cầm cây quạt che với phía trước. Hoàng hậu Samawati ngồi ở dưới rồi cùng với các tỳ nữ lắng nghe. À, cô ta đã trùng tuyên lại những gì mình đã nghe từ Đức Phật. Và chính một cái điều tuyệt vời là khi mà truyền đạt lại những lời dạy của Đức Phật như thế nào thì Hoàng hậu Samawati và những cung nữ này cũng chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Tức là không còn kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ. Thì ở đây Ehipasiko là pháp mà các vị thánh đã chứng đắc rồi, có thể truyền đạt lại cho những người khác cũng chứng đắc như mình. À, trường hợp Ehipasiko mà nàng Kuchutana đã thể hiện. Điều thứ sáu, Opanayiko là pháp mà chư thánh đã có ở trong mình do nhờ pháp thiền định. À, tức là đây là cái điều mà do cái sự tu tập của chính mình mà chứng đắc, mà có được những cái thành quả tốt đẹp là do cái sự thiền định, do sự chú tâm. Điều thứ bảy, à, đây là ân đức thứ sáu chứ. Bát chát tăng quê đi táp phô quỳ nhu khí là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là các bậc thiện trí thức, được biết, được thấy từ nơi tâm. Tức là pháp bảo tự chúng ta coi như nếm cái hương vị của nó, chứ không phải nhờ người khác ăn mà mình no, nhờ người khác uống mà mình đỡ khát, mà mình phải nếm được hương vị của giáo pháp. À, như vậy thì ân đức Phật, ân đức pháp chúng ta cũng đã hiểu đại khái ha. Bây giờ qua ân đức tăng. Ân đức tăng thì có tất cả 9 sân khâu na. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Savaka sangho tức là chư tăng đệ tử ha. Nhờ nghe mà các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Tức là các cái vị thinh văn đệ tử này, tức là nghe giáo pháp của Đức Phật mà tu tập. Cái điều thứ hai là Uchupatipanno bhagavato savaka sangho, là những cái vị thinh văn đệ tử Phật này đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp, tức là chánh pháp là tục đế, mà thánh pháp là chân đế, tức là từ thấp lên cao. À, lúc đầu tu theo bát chánh đạo, nhưng mà rồi khi mà đã hoàn thiện thì khi đó thực hành theo bát thánh đạo. Số 3, nhà Napatipanno bhagavato savaka sangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc, dứt khỏi các sự thống khổ. Cái mục đích, cái sự cứu cánh của chúng ta chính là sự an lạc, sự giải thoát. Mà giác ngộ niết bàn thì chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Rồi thứ tư là Sami Chipatipanno Bhagavato Savaka Sangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo pháp giới định và tuệ. Giới định tuệ là nồng cốt mà trong bát chánh đạo cũng đã nêu lên. À, đây là ba điểm chính yếu, phải có giới là căn bản, phải có định, à, thì khi đó tuệ nó mới phát sinh lên. Giới định tuệ là ba điều căn bản trong Phật giáo. Điều thứ năm, Yadi đăng chatta ripurisa yuga ni, tăng nếu đem đôi thì có 4 bậc tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Tức là đạo và quả đi đôi với nhau thì có 4 bậc: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán.
Sampurisabuka là nếu mà đếm chiếc thì có 8. À, tức là Tu Đà Quần đạo, Tu Đà Quần quả, Tư Đà Hàm đạo, Tư Đà Hàm quả, A La Hàm đạo, A La Hàm quả, A La Hán đạo, A La Hán quả. Đó là chúng ta đếm chiếc ha, thì có 8. E Savagavato Savakasangho, dù là 4 bậc hoặc là 8 bậc thì các vị đó cũng là những vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, tức là nghe và tu tập để trở thành những vị đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. À, hôm nay vô các ngài đã thọ lãnh 4 vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạn. Bà hôm nay vô các ngài đã thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quen cùng bộ quan ở các nơi, nhưng họ là đem đến dân cúng cho các ngài bởi vì giới hạnh, bởi vì đức hạnh, bởi vì sự tu tập oai nghi thế hạnh của các ngài rất là trang nghiêm, rất là tốt. Cho nên những cái vật dụng, những cái lễ phẩm đáng lẽ ra để cho bà con quen thuộc nhưng mà lại dâng cúng cho các ngài, tức là có một niềm tin nơi các ngài. Đắc khi này vô các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. Người ta nghĩ rằng làm lành được vui, làm dữ bị khổ. Vậy thì trong cái việc làm đối tượng người thọ lãnh là những người tu hành, là những vị tăng, thì chắc chắn là quả lành sẽ sanh khởi đến họ. Cho nên làm lành được vui thì họ là dân cúng đến chư tăng do cái niềm tin về cái lý nhân quả. Anh Chalikara Niyo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Bởi vì các ngài từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bỏ nhà mới trắng ra đi, thông dong muôn sự, viễn ly thế tình, pháp đen, pháp trắng thông minh, tìm trong an lạc, tu kinh khước từ. Các ngài đã từ bỏ tất cả để viễn ly độc cư nhàn tịnh. Thì như vậy đó là một cái hạnh mà chúng ta không thể thực hành được, thôi thì chấp tay lễ bái cúng dường. Rồi cái điều cuối cùng, Anuttarang Punyakhe Tăng Lokassa, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Bởi vì cúng dường đến chư tăng thì cái quả báo nó rất là cao, rất là lớn. Khi mà Đức Phật thọ cái tấm y do bà Gotami dâng cúng thì ngài đã phủ nhận, không vì cái tình thương trói buộc đó mà bà Vacha Vati Gotami dâng, Đức Phật thọ nhận liền. Ngài mới nói rằng hãy dâng cúng đến chư tăng phước nhiều hơn. Ngài đó là Phật mà đi chư tăng là đệ tử của ngài, mà ngài lại nói cái câu dân cúng đến chư tăng phước nhiều hơn, thì quý vị nghe như thế nào? Nhưng mà bà ta vẫn đi dân cúng chư tăng theo lời của Đức Phật. Từ các ngài đại chân lão, tướng quân danh pháp như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 80 vị đại đệ tử A La Hán chuẩn lão, rồi dài dài các vị A La Hán, đến cuối cùng một vị mới tu được 7 ngày, vị tỳ khưu mới tu 7 ngày tên là Achita. Vị này đâu có thần thông, đâu có chứng đắc được cái gì, mới tu mà. Nhưng mà tâm ý vị này nghĩ từ trên xuống dưới mà không ai nhận thì chắc chắn rằng coi như như vậy là coi như không có ai ngâu, không có ổn. Chắc là các vị lớn nhường cho ta. Rồi cái vị thầy cơ tu 7 ngày này, mới tu này, mới thọ nhận cái y đó.
Nhưng mà trong tâm ý của vị này á, nghĩ rằng mình thọ nhận cái ý này để được lên dân cũng được Phật, tức là cái phước nó sẽ gấp đôi. Thay vì dân cũng nên được Phật, được Phật nhận. Bây giờ mình thọ nhận để dân cũng lên thì cái phước nó nhân đôi lên. Và buổi này mình dâng lên Đức Phật để mình thể hiện cái pháp bố thí, sự cung kính. Khi mình thọ nhận cái lây đó thì coi như bà Gotami nổ Bồ Đề Gai lên, phước thiện mình đã tạo biết bao nhiêu. Vậy mà Đức Phật coi như là coi thường, là không, nó là mình kính mến Đức Phật mà bây giờ tạo ra bộ y công phu biết là bao nhiêu. Nhưng mà Đức Phật lại bảo dân để dư tăng phước nhiều hơn. Rồi bây giờ thấy cái vị tỳ khưu mới tu này thọ nhận, thấy vì các vị trưởng lão như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thọ nhận thì còn quan hỷ một tí. Còn đây có những cái vị này không quan hỷ một chút nào. Tâm phiền não phát sanh lên Bồ Đề Gai nó ra một khúc. Đức Phật biết được cái tâm trạng của bà ta. Bởi vì sao? Khi mà phẫn nộ, khi mà sân hận mà nó sanh khởi thì quý vị biết: nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn quẩn công đức chi sơn. Tức là sự sân hận phát sanh lên thì bao nhiêu cái rừng công đức của mình nó thiêu rụi hết. Thì biết được cái tâm trạng đó, Đức Phật mới bảo Ngài Ananda đem cái bình bát tới đây. Rồi Ngài chú nguyện, thấy bình bát lên người không, rồi bảo các vị thánh tăng, các vị trưởng lão, bảo tất cả trong hội chúng hãy thay phiên nhau đi kiếm cái bình bát. Quý vị biết Ngài Mục Kiền Liên là một cái vị thần thông đệ nhất hạng, thế mà không tìm ra. Chư tăng, các vị thánh tăng thì có người độn thổ, có vị thăng thiên, có vị biến mất tại chỗ. Như vậy mà không ai tìm ra cái bình bát. Cuối cùng Đức Phật bảo: này Ajita, đi kiếm bình bát cho Như Lai. Vị này thấy các vị thánh, các vị A-la-hán thăng thiên độn thổ mà không tìm ra được thì mình đâu có thần thông gì. Nhưng mà Phật lệnh, Đức Phật biểu phải nghe. Rồi vị này mới vâng lời Đức Phật, ra đến giới sân phát nguyện: con thọ nhận cái y này là để dâng lên Đức Phật, chứ không phải thọ nhận do cái tâm tham, là lấy làm của riêng. Thì xin cho cái bình bát hãy phát sanh ngay trên tay của con. Khi mà ông này chú nguyện như vậy, đứng một chỗ như vậy đó, lầm bầm vậy, mà cái bình bát nó rớt xuống trên tay. Ông bà Gotami thấy: ủa, hay quá, vị này còn giỏi hơn các cái vị có thần thông bay nhảy. Vị này chỉ đứng một chỗ rù rì gì đó mà coi như bình bát xuất hiện trên tay. Quá, bà ta hoan hỷ. Và Đức Phật cũng tuyên bố đây là một vị Phật tương lai, Maitreya, trong tương lai. Thì khi mà Đức Phật tuyên bố là cúng dường đến chư tăng, tức là cúng dường đến đoàn thể, cúng dường đến cái mạng mạch của giáo pháp, thì như vậy chúng ta thấy về ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Chúng ta đã học ba câu Phật ngôn này, thì quý vị có ý kiến thế nào? Xin hỏi quý vị: Đức Phật có trước giáo pháp hay giáo pháp có trước Đức Phật? Trong cái vấn đề Phật Pháp ta, sao Đức Phật đứng trước rồi Pháp mới đứng sau rồi mới tới Tăng? Vậy thì Phật Pháp Tăng bây giờ cái nào có trước, cái nào có sau, cái ân đức nào quan trọng? Alo, quý vị nghĩ sao về ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng? Chúng ta có niềm tin để đảm bảo vì lý do gì? Trong thời kỳ Đức Phật đó, thì quý vị biết thấy được Đức Phật có tướng hảo quang minh, 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, người ta phát sanh niềm tin.
khi thấy hình ảnh của Đức Phật, hoặc là khi gặp hình ảnh của chư tăng ôm bình bát đi khất thực, người ta thấy cái hạnh khoan thai từ tốn, người ta phát sinh niềm tin nơi tàng bảo. Hoặc là người ta nghe chư tăng thuyết pháp, hoặc là thời kỳ Đức Phật thuyết pháp, và những cái âm thanh vi diệu, những cái pháp mà chúng ta chưa từng nghe, hôm nay được nghe, và chúng ta nghe rồi thấu hiểu một cách rõ ràng, nghe để niềm tin của chúng ta sinh khởi, cái chân lý, cái sự thật nó hiển hiện trước mắt của chúng ta. Nhưng mà nhờ Đức Phật, nhờ chư tăng khai thị qua giáo pháp, nghe kinh thính pháp để niềm tin của chúng ta sinh khởi. Rồi khi nghe kinh thính pháp, chúng ta thực hành theo giáo pháp, và chúng ta hưởng được hương vị giáo pháp, thì niềm tin của chúng ta càng sinh khởi mạnh hơn. Bây giờ xin hỏi quý vị, quý vị đến với đạo tràng, những cái rung Phật giáo, hoặc là quý vị đến với ngôi chùa, niềm tin của quý vị hướng về tam bảo như thế nào? Alo, bây giờ sau giờ một phút, còn nửa tiếng đồng hồ nữa để quý vị thảo luận. Xin mời sư Nhật Quỳnh thay bàn tay đưa lên rồi. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng hành kính lãnh lễ tri ân Ngài Chị Đức đã từ bi giảng dạy ba câu Phật ngôn ngày hôm nay. Ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thấy sư mời mà chưa có ai đưa tay, con đưa tay đỡ mít cho Ngài, tri ân Ngài. Và con cũng nói niềm tin con đối với Phật Pháp khi con đến với Phật Pháp. Dạ, ở room nghe có ồn lắm không quý vị? Nghe âm thanh ở ngoài có ồn quá không quý vị? Nếu mình cầm mic, âm thanh ở ngoài có làm ồn quý vị không? Dạ, đi được phải không? Nói được phải không? Dạ. Tại giờ ngoài này có tiếng ồn. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, tri ân cô. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, con thì nói chuyện này nói nhiều lần trong room rồi, nhưng mà bây giờ nhân dịp này con cũng xin nhắn tắt lời là con lang thang mấy chục năm trời rồi. Dạ, lang thang mấy chục năm trời. Và ai làm sao tôi làm vậy, và ai làm vậy thì con cũng đã làm theo hết rồi. Dạ, coi như là ai làm sao tôi làm vậy, ai làm vậy là con làm theo. Nhưng có một cái duyên lành đến với con, có một vị sư thân quen từ hồi lúc con bé. Và khi sư đi tu thì sư đã dắt gia đình chúng con đi qua đảo Nguyên Thủy. Và lúc đi qua đảo Nguyên Thủy thì bập bà bập bẩm không biết gì hết, thì cũng nhờ quý sư ở chùa Bố Đức dạy, cứ thắc mắc gì biên giấy để đó, cứ trưa đi qua dọn cơm nước xong rồi thì, hoặc là quý sư dùng cơm xong rồi thì có một vị cho mình hỏi cái này ở kia, nghe mấy người đó hỏi thì con cũng hỏi. Và quý sư thấy con mới biết đạo thì quý sư cũng thương lắm, vì này chỉ cái này, vì kia chỉ cái kia. Nhưng con nhớ có một vị mà giờ Ngài đã chết mất rồi, sư Chân Quý. Vị đó mất rồi nên con mới nói tên sư Chân Quý. Thì nói con một câu mà con nhớ tới bây giờ và con đã thực hành theo. Sư hỏi vậy nào, bây giờ sư đưa cho cô cái cuốn kinh, cô coi Đức Phật dạy ăn chay chỗ nào. Cô đọc đi nha, cô đọc đi rồi Đức Phật dạy ăn chay chỗ nào kể cho tôi. Tại lúc đó con ăn chay trường. Dạ, thì con đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, thì chỉ thấy có năm giới thôi, mà giới quan trọng nhất là giới sắc sanh, không có cái giới nào gọi là ăn chay hết. Rồi bỏ ăn cái xong rồi cái cũng sư Chân Quý đưa cho con cuốn kinh, và từ đó con có niềm tin với Đức Phật là đưa con cuốn kinh kinh Khổ Não Vô Thường. Thì con đọc con thấy từ 2000 mấy trăm năm trước mà Đức Phật đã biết được cái bào thai nó tụ như thế nào,
một tuần nó ra làm sao, hai tuần nó ra làm sao, ba tuần nó ra làm sao, đại khái viết tới ngày sanh nở nó ra làm sao, thì con thấy rằng tại vì con đã từng, dạ con đã từng mang thai thì con biết nè, mấy năm về trước đâu có cái vụ siêu âm đâu, dạ mới sau này mới có vụ siêu âm thôi, còn con sanh hai ba đứa rồi đâu có biết siêu âm là gì đâu. Mong con gái thì sanh hai thằng con trai rồi, mong con gái thì cứ cầu xin thôi, rồi khi đẻ được đứa con gái thì mới biết nè. Bà mụ nói, ô, cô sanh con gái rồi thì mới biết là con gái. Nhưng sao vậy, sau này mới có siêu âm. Thì từ cái đó con rất là có niềm tin với Đức Phật. Con nghĩ rằng Ngài quá là tinh vi, quá là hy hữu. Mấy ngàn năm rồi mà Ngài biết được. Khi cái tinh trùng của người cha gặp cái nõn trứng của người mẹ thì mới được mới tụ thành thai, và một tuần như thế nào, hai tuần như thế nào, từ chỗ đó con có niềm tin với Phật pháp. Và con cũng có duyên lành, dạ, khi con đi qua Mỹ này thì con lúc đó thì có một lần đầu tiên con thỉnh chư tăng qua nhà để cai tăng, thì con nghe lần đầu tiên nghe được quý sư tụng Pali. Dạ, con thính ảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm Mười Quang Năm vào đạo tràng tụng Pali. Con không biết là cái gì hết, không biết quý sư nói cái gì, nhưng mà không hiểu sao con nghe cái giọng Pali của quý sư tụng thì con rất là ấn tượng, rất là ấn tượng. Từ đó con qua chùa Bủ Đức con học Pali. Thật sự với quý vị, bây giờ Nhật Quỳnh thấy quý vị vô trong room học Pali, Ngài Trí Đức đó là đối với Nhật Quỳnh nha, dạ, đối với Nhật Quỳnh là Ngài rất là từ tốn, Ngài rất là ân cần, và Ngài rất là thương những vị Phật tử. Còn lúc mà Nhật Quỳnh đi học Bali, trời ơi, Nhật Quỳnh nói thiệt với quý vị nha, 7-8 người, có một chú đó thanh niên, còn 7-8 người nữ sồn sồn đi học Bali mà bị sư rầy vậy. Cô tự nhiên biết sư đó đó, nhưng Quỳnh không nói tên, nhưng mà mai mốt cô tự nhiên sẽ biết luôn đó. Thì chị rầy không ai dám, không ai dám giúp nhích hết á. Dạ, không ai dám giúp nhích. Mà ngày đó nó trời mưa gió từ sáng vậy, tới trưa mới được đi học. Mà trời mưa gió vậy mà đội áo mưa. À, cô tự nhiên cũng biết nhà Nhật Quỳnh qua chùa Bủ Đức rồi đó. Mà đội áo mưa đi nha. Đội áo mưa đi, mà qua hả, tụ tập hết 7-8 đứa, trời mưa đứa nào cũng phải ráng đi hết, đi mà không ai dám xuống ngay cấp của sư hết á. Rồi Nhật Quỳnh á, rồi bây giờ chú nè với mấy chị nè đi theo tôi, chị nào không dám đi ở đó đi, đi xuống cái không ai, cái chú kia cũng dám kêu cửa nữa. Dạ, Nhật Quỳnh kêu cửa sư ơi, con thỉnh sư đi lên này dạy Pali cho tụi con. Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng sư mở. Sư mở cửa cốc ra, quý vị biết sư làm sao không? Mấy cô có biết là từ hồi sáng giờ tôi đi tụng kinh 5 đám rồi không? Mà bây giờ cô còn thỉnh tôi đi lên dạy là sao? Dạ, con đâu biết đâu. Tụi con sợ trời mưa, tụi con không đi thì bị sư rầy. Nên là phải ráng mà đi, đổi áo mưa đi nè sư. Đó, xong cái gì nè. Rồi, đi lên trảnh đi, chút tôi lên tới. Mà tôi dạy bữa nay nữa thôi nghe chưa? Không có dạy nữa nghe chưa? Dạ. Cô Tề Duyên biết không? Trời Nhật Quỳnh chúc. Cô Tề Duyên biết không? Coi như là cả đám ngồi im rè. Mình Nhật Quỳnh thôi. Nhật Quỳnh lại quỳ trước mặt sư. Lại sư. Dạ. Con xin sám hối với sư. Con đại diện cho anh chị em ở đây. Con sám hối với sư là con sợ là tụi con không tới thì sư rầy. Học thì không là học. Mà trời mưa thì nghỉ. Dạ, Nga không chịu học. Nên ra tụi con cố gắng đi tới đây mà không ngờ là làm phiền sư. Nếu mà tụi con biết sư mệt, tụi con không dám thôi. Giờ hôm nay tụi con thỉnh sư nghỉ ngơi đi rồi. Qua ngày mai ngày mốt đi học cũng được quỳnh sư. Không, mấy cô gỡ sách ra đi. Học bữa nay rồi. Thôi, tôi không dạy nữa. Thật sự là chứ không dạy nữa cái gì. Bởi Nhật mình đi qua Mỹ lang thang
lang thang người gặp cái rơm Phật giáo Nam truyền buổi chiều, gặp ngài chứ Đức dạy. Nhiều Quỳnh nói thật chứ quý vị nha, Nhiều Quỳnh không biết gõ chữ, không biết gì hết, không biết phân tích đâu. Bây giờ quý vị quá giỏi luôn. Nhiều Quỳnh nói thiệt hắn, cái là Nhiều Quỳnh ghi sổ, mà cái sổ mà thứ mà cái sổ người ta làm giấy tờ rồi đó quý vị không, sổ lớn mà Nhiều Quỳnh ghi 4-5 cuốn luôn. Nhiều Quỳnh ngồi, Quỳnh chờ quý vị phân tích đây là trường âm nhấn, trường âm thông thường, đoạn âm gì nha, là ghi hết một cái bài kinh như đó, rồi chú thích ở dưới. Dạ, chú thích ở dưới đây là gì 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 gì, rồi xong xong cái là một ngày đó vô hoài à. Nhà ngài Trí Đức thấy vô hoài, bữa ngài kêu lên thật sự với quý vị nha, Nhục Quỳnh mà tay chân nó rung mà nó lạnh luôn đó quý vị, lạnh tay lạnh chân lạnh ngắt luôn vậy đó. Nên giờ mày ai mà vô nói tôi cầm mít không được, tôi bị này kia, Nhật Quỳnh rất là không thông cảm vậy đã. Nhật Quỳnh từng qua rồi nha. Rồi tới hồi đi qua rơm bất cứu quý vị đó, quý sư cũng kêu lên trả bài, rồi lên nó rung mà nó cũng tay chân nghe lạnh ngắt hết. Cái xong cái gặp sư Pháp Đăng, sư nói cô Nhật Quỳnh đừng có lo, hồi đó sư cũng vậy đó, sư cũng lạnh tay lạnh chân vậy đó, mới lần đầu tiên cầm mít lạnh tay lạnh chân, nhưng mà giờ sư tìm cái cảm giác nữa không có đâu, cô đừng lo, cô cứ mạnh dạn lên, tại vì quen với sư, biết sư ở Việt Nam mà. Nên Nhật Quỳnh kể đó là cái niềm tin của con đi đến Đức Phật, giáo pháp và chư hiền thánh tăng, mà con càng học thì con càng thấy rất quý. Dạ, rất quý, con đã gặp được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn và gặp quý sư để giảng dạy giáo pháp của Đức Thế Tôn, mà con học bên lớp Học Bú Thá ngày hôm qua thì con thấy ngài Từ Siêu nói về ân đức của Đức Phật, thì con thật sự con nghĩ mình may mắn quá, rất là may mắn luôn. Nên quý vị nào vào được đạo tràng những cái nơi mật giáo Nam truyền nghe quý sư giảng dạy, cố gắng mình nghe thì thật là may mắn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, mời cô Tiểu Nữ Tỳ Vi. Dạ, sa thú sư Nhật Quỳnh. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào đạo tràng. Như ngày hồi nãy giờ thì đạo tràng cũng nghe ngài Trí Đức nói về ba câu, triển khai ba câu Phật ngôn hôm nay, đó là chia sẻ về Đức Phật, thời Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Thì cái niềm tin của mình á, bây giờ nếu mà ai có niềm tin mãnh liệt đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chư tăng, thì cái niềm tin đó không bị lay động. Nếu mà có một người nào có một cái niềm tin thật sự, còn nếu không có niềm tin thì không nói. Có nghĩa là hồi trong thời Đức Phật, Đức Phật vẫn có niềm tin đối với giáo pháp. Đức Phật luôn luôn là một vị thầy, nhưng mà ngài vẫn tôn trọng cái giáo pháp. Tự nhiên nhớ có một lần nọ, trong cái nhóm tỳ kheo đang hội họp, nhưng mà ngài đứng ở bên ngoài, ngài chờ khi nào ở trong tăng chúng bàn hết việc thì ngài mới vào. Ngài rất là tôn trọng với giáo pháp. Mà nếu mà nói xa nữa, có rất là nhiều những vị trong thời Đức Phật mà có hữu duyên thì ngài chỉ cần nói một câu pháp cú kinh là cái người đó là đã đắc đạo, không những đắc đạo đắc quả cả hai. Thì trong cái thời Đức Phật là như vậy. Còn bây giờ thật ra giờ cũng vẫn còn có những người có niềm tin đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, nhưng ngược lại cũng có người không có niềm tin và cũng không có tôn trọng đối với
Tại vì họ cứ nói là giáo pháp của Đức Phật lâu rồi, cách nay là 2564 năm rồi. Còn bây giờ, tại vì tự nhiên chứng kiến được, có nghĩa là chính gia đình mình, chính gia đình của mình, cho nên là mình thấy được cũng là chị em với nhau. Mà một người như thế này, một người như thế khác, không có ai giống ai, không ai giống ai hết cả. Tự nhiên thì thật ra nó từ cũng có một cái duyên, cho nên nó đưa đến từ cái duyên này, nó đưa đến cái duyên khác, nó đẩy mình đi. Cho nên là mình cũng có một cái duyên may mắn được gặp thầy để mà mình hỏi và mình cố gắng để vượt qua những cái cảnh khổ. Tại vì mình thấy trên đời này cái người mà không có niềm tin á, họ rất là hãnh diện đối với cái tài sản của họ, đối với cái sắc đẹp của họ. Cái này là tự nhiên biết, chính là không phải là tự nhiên khoe, nhưng mà tự nhiên có mấy đứa con, nhưng mà nó ý giống như là ta đây là giàu có, ta đây là đẹp rồi này kia ha. Nhưng mà nói với mình nhìn vô mình thấy được con mình rất là thương, nhưng mà bây giờ biết làm sao giờ, bây giờ mình chưa thể độ nó được. Thì tự nhiên nhớ có một vị thầy nói, mình tự độ mình trước cái đã, rồi hãy độ cho con mình hoặc là quyến thuộc của mình. Nhưng mà quyến thuộc của tự nhiên hiện tại thì cũng được người em đi xuất gia luôn. Và từ ngày mà Covid tới bây giờ thì thật ra là tự nhiên độ cho được thêm mấy người cũng ở trong quyến thuộc của mình. Và cái cô này hồi xưa cổ bướng, nhưng mà bây giờ cổ rất là có niềm tin, và tự nhiên nói cái gì thì ngọt nghe cái đó, không dám cãi, không dám cãi lời. Tại vì trước kia là bản thân của tự nhiên trong gia đình thì tất cả mọi anh chị em đều biết tự nhiên như thế nào hết, nhưng mà tại sao bây giờ là đã trải qua như vậy mà tự nhiên đã tu được. Rồi một thời gian là tự nhiên ở tại nhà của cô em gái là chồng của cô ta mất, thì có mình cổ à, cho nên là tự nhiên cố gắng để mà độ cho cổ, để cổ. Nhưng mà hai cô mà được có một cô, còn một cô kia thôi, khỏi nói, chưa đủ duyên. Cho nên là có một cô thì tự nhiên hướng dẫn được là cũng mừng rồi. Nhưng mà bây giờ còn, thật ra còn mấy đứa con nó ngã mạng quá. Vì mình nhìn vô là mình biết nó ngã mạng. Thì bây giờ nó ngã cỡ nào đi nữa, nhưng nó đã có một trí tuệ, thì nó từ từ nó sẽ nhìn ra. Thì trong thời Đức Phật cũng vậy, có rất là nhiều vị giỏi và những vị đạt, có những vị mà chứng A-la-hán cũng là từ Bà La Môn mà trở thành đệ tử của Đức Phật hết. Đức Phật độ được hết, nhưng mà tùy theo cái căn cơ của mọi người, của mọi người mà Đức Phật độ. Cho nên là cũng do cái mãnh lực của mình. Thì từ đó mình thấy được khổ như thế nào, mình phải hiểu khổ được như thế nào, rồi tập như thế nào, rồi diệt như thế nào, đạo như thế nào. Đó. Rồi từ từ mình bước vô, mình đi từ từ mình lần lần đi, thì mình sẽ hiểu được cái con đường nó khổ. Thì mình thấy cái khổ, mình mới tu tập được. Chứ còn mà bây giờ mà những người mà thật ra mới hôm qua là tự nhiên có gặp một cô bạn ngày xưa, cổ rất là đẹp và giàu có, nhưng bây giờ thì cũng một tuổi chung với mình. Nhưng mà hiện giờ, tại vì cái thời đó là cái thời thịnh của cô, mà bây giờ là thời suy, cho nên gặp mà tự nhiên ngồi nói chuyện và liên tiếp hai ngày, và cổ khóc ròng rã. Cổ nói bây giờ cổ nhớ lại cái tài sản của cổ như vậy, thì tự nhiên cho cổ nói hết. Và tự nhiên chỉ
nói cho cổ biết. Tại vì cô này chưa có hiểu Phật pháp, cho nên là mình nói mình cái điểm chính nào của cổ, cái điểm chính nào của cổ thì mình mới chen vô. Vì cái tài sản của cổ mất mát rất là nhiều, 5-7 căn nhà đều tiêu hết. Thì cổ đâu có biết, cổ cứ làm cái này làm cái kia để có rồi bây giờ đã mất hết rồi, bây giờ là buồn. Cậu nói có lúc cậu muốn tự giận, thì tự nhiên mới nói là cái tiền của mình làm được, mình làm ra được, nhưng bây giờ mình thấy có một người mà chẳng hạn bệnh ra đi, có đem cái gì theo được không? Thấy có người đó có đem theo cái gì được không? Tự nhiên cũng khuyên đừng có buồn, bây giờ không có muộn. Tại vì từ hồi thiếu niên còn trẻ đến trung niên, bây giờ mới có 50 mấy tuổi, cũng chưa được 60, cũng chưa có muộn. Thôi vì tập làm phước đi. Thì bắt đầu hôm qua có một vị sư sư khách đến chùa của em của Tự Duyên để mà ở một thời gian. Thì Tự Duyên mới nói cổ, cái vị này mới đến thì mình làm phước cúng dường cho cái vị này đi. Tại vì cái vị này mới đến thì những cái ấm nước nè chưa có nè, xà bông chưa có nè, tất cả những cái vật dụng chưa có nè, cố gắng đi mua, nó không có nhiều tiền hết á. Cái sáng hôm nay là đi sớm rồi, là Tự Duyên nói với cô em á, dắt cho cổ đi để cổ làm phước. Mà cô này thật ra cũng có cái gốc, cho nên mình nói cổ mới được, cổ nghe, cổ hiểu. Còn nếu mà những người mà nếu mà không có hiểu á, đã người ta đang khổ mà kêu người ta làm phước nữa, ai mà đi? Tại vì cô này cổ hiểu cái hoàn cảnh, cái lúc mình giàu như thế nào, mình nghèo như thế nào. Cái người đời thì họ nói là họ xui, là ngày này nó xui, ngày nọ nó xui. Cho nên là Tự Duyên nói là cô này không có nói ngày nào xui hết á. Mình cái do cái nghiệp của mình, cái phước của mình. Mình không có phước, mình không bao giờ mà giữ cái tài sản đó được, không thể sở hữu cái tài sản đó được, nó đi hết. Bây giờ đừng có buồn, bây giờ cứ nghe lời tôi. Tại vì bạn bè với nhau mà, bây giờ bạn nghe lời tôi không? Ngày mai này nè, bà đi mua vậy đi, ấm nước nè, xà bông nè, bà Tây Sang nữa, bà mua những cái đồ mà hơi xịn chút nha, chẳng hạn là nước thơm đâu đó, để mà các vị người ta, vì cái y áo người ta dày lắm, cho nên là giặt nó cũng, mình cho một chút nước vô cho nó bán mùi, chứ không phải là cho thơm đâu, cho nó bán cái mùi mồ hôi đồ này kia đó. Thì may mắn cổ nghe lời, và sáng hôm nay thì cổ đã đi rồi. Thì thôi, tự nhiên còn có 5 phút. Dạ, bây giờ tự nhiên nói cũng hơi nhiều. Thì thật ra thì nói pháp thì tự nhiên mê lắm, cho nên mình học được cái gì thì mình cứ truyền lại cho những người mà không hiểu không biết. Mà những cái người mà không hiểu không biết mà người ta thực hành là mình mừng lắm, mình mừng cho họ, và mình chuyển họ được cũng rất là may mắn. Dạ, bây giờ là tự nhiên xin xuống mít. Dạ, con kính cung thỉnh. Thấy hồi nãy có sư Thanh Tâm, không biết sư bây giờ sư còn ở trước máy không ạ? Rồi con xin xuống mít đi. Alo, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Sa thú, Sít Nhật Quỳnh, cô tu nữ Tự Duyên. Chúng ta cả tiếng đồng hồ hả? Nhưng mà mới hai vị nói đã muốn hết giờ rồi. Trở lại ba câu Phật ngôn nói về Đức Phật, giáo pháp và Chư Tăng ha. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào? Đức Phật có trước hay là giáo pháp có trước?
quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. À, khi chúng ta hướng về ba ân đức của Tam Bảo thì quý vị thấy rằng Đức Phật có trước hay là giáo pháp có trước? À, đây là một điều để quý vị suy tư. À, à, chứ còn nói như cô tu nữ Tự Duyên là có một niềm tin coi như không lay động, à, cái đó không được. Một niềm tin không lay động là khi nào chúng ta chứng đắc thánh quả tu đầu rồi, khi đó chúng ta không còn hoài nghi. Chứ còn bây giờ chúng ta còn phàm phu tục tử thế này, đứng núi này trong núi kia, chúng ta vô chùa, nhưng mà thật sự trước khi vô chùa thì thấy cái tượng Đức Quan Thế Âm ở phía ngoài, chúng ta lại tượng Đức Quan Thế Âm nhiều hơn là chúng ta vô chùa lại Đức Phật Gotama. À, vào chùa thì lại Phật Thích Ca, ra đường chào hỏi Di Đà. Tại sao thấy mình chắp tay lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chứ hồi nào chắp tay lên Nam Mô cũng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. À, à, bây giờ đối với Nam Tông, quý vị thấy rằng cái bài kinh mà quý vị đã đọc, à, khi hướng về bất cứ thiện sự nào, Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam Mô cái sự thành tính của chúng ta hướng về bậc đạo sư, nhưng mà hướng về ai? Nam Mô Bhagavato Đức Thế Tôn, hướng về Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài đã thông suốt tam giới mà. Rồi sao nữa? Tát Xá, chính cái vị đó, chính cái vị mà coi như vị thông suốt tam giới đó, Arahato, xứng đáng cúng dường. À, một vị A-la-hán xứng đáng cúng dường. Bởi vì sao xứng đáng cúng dường? Samma Sambuddhassa, bởi vì Ngài đi trên đôi chân của chính mình, Ngài đã vượt lên chính mình. Vậy thì Nam Mô Tát Xá Bhagavato, hướng về Đức Thế Tôn đó, tức là cái vị mà trước mặt của chúng ta, chứ không phải là chư Phật quá khứ, chư Phật tương lai, à, mà chúng ta hướng về Đức Phật hiện tại vô tầm á. À, nhưng mà chúng ta hướng tâm về Đức Phật như vậy, thật sự ra nói cái bà kia vẫn còn bỏ hay lắm, thì xin lỗi, chúng ta sẵn sàng chạy qua đó, xẻ tay ra, à, hoặc là nghe người ta có gì hay hay lạ lạ là nhào vô. À, và chúng ta quên đi ông Phật của mình. Ông Phật chính bên trong của chúng ta, chứ ông Phật bên ngoài đâu. À, như vậy thì sao đây? Đức Phật có trước hay giáo pháp có trước? À, Sĩ Hà nói giáo pháp có trước. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu trên con người của chúng ta nè. À, alo, Sĩ Kim đưa tay hả? Còn có 2 phút nữa, còn 2 phút nữa. Quý vị nên nhận diện con người ha. Nhận diện con người qua 8 cái tính cách như thế này, để chúng ta coi như tìm một sự thật tương đối. 8 tính cách của con người. Điều thứ nhất là người hèn, thứ hai là người ngay, điều thứ ba là người sang, điều thứ bốn là người gian, người thứ năm là người ác, và người thứ sáu là người tài, người thứ bảy là người ngu, người thứ tám là người khôn. 8 người này à, được thể hiện, quý vị chúng tôi đọc hoàn lòng và kết thúc ha, quý vị nhớ ha. Người hèn sống phận ngựa trâu, người hèn có tính đi đâu cũng luồn, người hèn ngậm miệng luôn luôn, người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay. Rồi người ngay là người thế nào? Người ngay ngẩng mặt ban ngày, người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia, người ngay đâu sợ miệng bia, người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng. Rồi người sang là người thế nào? Người sang phong cách đàng hoàng, người sang cư xử rõ ràng dưới trên, người sang thiên hạ biết tên, người sang luôn biết mình nên làm gì. Rồi người gian là người thế nào?
Người gian thầm thuộc thầm thì, người gian sao trước chỉ vì mình thôi. Người gian ăn nói lôi thôi, người gian của bạn của tôi nhập nhằn. Thế nào là người ác? Người ác sát khí đằng đằng, người ác bá đạo nhập nhằn vua tôi. Người ác vì chỗ mình, vì chỉ mình thôi. Người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy. Rồi người tài là người sao? Người tài tâm đức đắp đầy, người tài không quản khổ, khổ này khó kia. Người tài biết việc phân chia, người tài tính trước quả kia phúc này. Người ngu sao? Người ngu không biết gian ngay, người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm. Người ngu ăn oán hay quên, người ngu ưa thích những tên nịnh thần. Và người khôn sao? Người khôn lợi dụng xa gần, người khôn phân định cái cần cái không. Người khôn biết cách kể công, người khôn tính việc vượt sông khi cần. Alo, thời gian sinh hoạt hết rồi bà con ơi. Xích kim đưa tay để dành đó ha. Rồi ngày mai hỏi ngài Liễu Tông nha. Ngày mai là giờ ngài Liễu Tông, chúng ta thắc mắc cái gì thì hỏi ngài. Còn bây giờ thì Xích Nhật Quỳnh, cô Tu Nữ Tị Duyên làm đạo tràng chúng ta hết giờ rồi. Và ý kiến của quý vị trong những bài học ngày hôm nay rất là thiết thực, đem lại một sự lợi ích cho chúng ta để đối nhân xử thế, để biết đâu là niềm tin khi mà chúng ta hướng về Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so thi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này kính dâng quốc phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin mời Sĩ Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo. Yani taputani samagatani pummani vayani va antaleke sabbe vakuta sumana pavantu akho visaka chan sunantu pasitan tatmahi putani sameta sambe mettan karo tamano ya pachaya di vacharato charanti ye palintat mahi ne rakata pamata yang kin chiwitang vita wa murang wa sangge suwa yang rata panitang nano Atita hagate naidam vibhute ratanam vanitam khalete nasajye nasuvati hotu kayam viragam amatam vanitam yadachagasa yamune samahito nate thamme nasamati kinchi dam vithamme ratanam vanitam ete nasajye nasuvati ti ho tu yang bua ta se tho ba ri wan na ji su chin sa ma ti ma nam ta ri ka nya ma hu sa ma ti na te na sa mo na ve cha ti dang vi tham me ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tang ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nai ya su ga ta sa sa wa ka e te su din na ni ha pa la ni dang bi sang ke ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti
thi ho tu ye sum ba yo ta ma na sa dan he na ne ka mi no go ta ma sa sa nang ni te ba ti ba ta amatang vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buon cha ma na i dang vi sang ke ra ta nang ba ni ta he te na sa ye na su wa thi ho tu ya tinh ta thi lo ba ta vinh si to si ya cha tôn phi hoa te phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri yang hoa ta mi yo a ri ya sa cha ni a we ka ba sa ti đăng bi sang ke ra ta nang ba ni tăng he te na sa che na su wa thi ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hoa yan ti gam phi ra ban ye na su de si ta ni kinh cha bi te ho ti phu sa ba ma ta na te pha văn a ta ma ma ni yan ti đăng bi sang ke ra ta nang ba ni tăng he te na sa che na su wa ti ho ha ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta ya wang ti sa ka ya de ti vi chi ke ta ngung ta sri la pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pa mu ka tung i đăng bi sang ke ra ta năng pa ni tang e te na sa che na so wa ti ho tu kinh cha bi so cam ma ca ro ti ba ba can ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di ta ba sa sa wo ta i đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tang e te na sa che na so wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tang ge gim na na ma se ta tam ma min gim he ta thu ba mang tham ba wa rang a de sa di ni ba na ga min ba ra mang hi ta ya i đăng bi pu te ra ta năng ba ni tang e te na sa che na so wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ba wa ran a de sa di đăng bi pu te ra ta năng ba ni tang e te na sa che na so wa ti ho tu ki năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan hi ra ta che ta ya ti ke pa quat min te ki na bi cha vi ru nya yan da ni pan ta thi ra ya tha yam ba di bo i đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li ke ta tha ga tăng be wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li ke ta tha ga tăng be wa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li ke ta tha ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng sang kang na ma sa ma su wa ti ho tu